Thì đặc biệt ở đây có rất là nhiều những cái cội bồ đề được những người giữ chức vụ trong nhà nước tới đây trồng nha kìa. Ở đây sen này giống như sen ở chùa Lá Sen nha chị, sen to nha chị đó. Rồi đó chính là pháp thật thành đạo nha anh chị em, đây pháp Phật thành đạo.